Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 14 tháng 6 sẽ tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định xe buýt với các tuyến số 3, 32, 58, 59 và 103, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ, xe du lịch tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12. Một số trường hợp ngoại lệ gồm các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe hỗ trợ vận chuyển người dân trong các trường hợp cấp thiết tại các bệnh viện. Các phương tiện giao thông đường bộ di chuyển từ các địa bàn khác qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 được phép lưu thông trên một số tuyến đường nhưng không được phép dừng, đổ và đón trả khách. Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, tất cả các chuyến xe khi hoạt động đều phải đảm bảo việc vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 10 người một chuyến, kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Hành khách trên xe buộc phải mang khẩu trang đúng cách, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.